này. Mông, mông, đầu tiên là mông, mông về xong rồi đến chân, chân. Rồi, như này. Chéo chéo đấy, chân là chân đẩy đi. Đúng chân là để đẩy được cái đó. Thật từ từ, thật từ từ. Không vội vàng gì cả. Đây này, to kéo lên này. Chân chân nó dài. Dài không phải. Chân ra, chân dài thì càng dễ. Chân là cái đít xuống đây, cái đít lên 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 đây. Rồi đấy, đấy. Chân rồi ạ. Lui xuống dễ. Rồi đấy. Rồi, chậm thôi, bình tĩnh. Đấy, thôi, chân dài càng dễ. Cũng có thể là Hoàng Văn Lê lỗi sai. Hoàng sai thì người sai, Hoàng làm lại. Hoàng làm lại, Hoàng ra bác các bạn. Bỏ bỏ qua vào chân sốc. Rồi. Rồi, hạ xuống đi các bạn. Hạ xuống. Anh nhẹ thôi nhá. Nhẹ. Càng nhẹ như anh Kiều ấy. Chỉnh cái chân mông này, để chân này. Đấy, rồi, rồi, rồi. Không, chân nó dài. Chân, chân dưới, chân dưới. Mông cao nó đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, rồi, chân dưới là gì nữa? Đạp chân, chủ yếu là chân đạp chân mạnh lên. Rồi, đạp chân lên, chân lên. Đấy, rồi, rồi. Rồi, chân chống đi, gạt chân chống. Cẩn thận nha em nha, đừng để lật. Rồi. Hạ lại, hạ lại, hạ. Thì mông đi, hạ đi, bình tĩnh, hạ đi. Rồi, hạ lại phải lấy ghi, ghi vào ấy. Đấy, cứ từ từ xuống, ghi từ vào xe. Ghi từ vào xe. Đỡ, đỡ cho cháu không được xuống. Được rồi, con cứ từ từ thôi, từ từ thôi. Ok. Rồi, anh Huỳnh lại. Nhẹ nhẹ, cái thôi.